Nhìn, 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 nhìn. Tao chuẩn bị cập bến rồi. Lên thôi Cam ơi. Here we go. Đây, đi lên đây nào, anh giúp đỡ nào. Hôm nay em Cam biết mình sẽ được đi đâu không? Em không biết, mơ mơ quá. Đây, vào đây, vào đây. Mát chưa? Đấy, em Cam có nhìn thấy gì đằng sau này không? Một lâu đài rất là to, đẹp. Đây là lâu đài của công chúa. Đúng rồi, của công chúa Tata đấy. Đẹp nhỉ, xung quanh toàn là cây thôi. Công chúa Tata đang xây dựng lâu đài đấy, các cậu có nhìn thấy không? Xuất hiện thêm những cái gì nữa kìa cậu ơi. Những cái cây đấy nhảy cậu ơi. Đây là những bông hoa phát sáng đây. Ồ, đằng xa kìa có cả một con. Con chuồn chuồn. Đúng rồi, một con chuồn chuồn. Đây là ở trong rừng mà, thế nên có bao nhiêu các con vật luôn. Cả cây, cả hoa, cả lá, cả động vật nữa. Ồ, con khỉ nó nhảy được hay chưa kìa. Wow, khỉ nhảy rất tốt cậu ơi. Đây đều là các bạn của công chúa rừng xanh đây. Wow, oh, gì kia? Cái gì kia? Con gì rất là to đang đến. Hình như là công chúa đây. Ước mơ của em Cam được gặp nàng công chúa Tata sắp thành hiện thực rồi nhá. Công chúa đang cưỡi trên một con tuần lộc các cậu ơi. Con tuần lộc tôi tưởng của ông già Noel. Của ông già Noel chứ nhỉ. Chắc là đây cũng là thú cưng của công chúa đây. Wow, công chúa đẹp nhỉ. Nhìn công chúa trông như một con bướm vậy. Hôm nay chị sẽ dẫn em Cam đi gặp công chúa Tata và một phù thủy hắc ám. Thế một phù thủy đâu nhỉ? Tí nữa một phù thủy mới xuất hiện. Cậu với cả em Cam cứ ngồi đây xem mà xem. Một lát nữa sẽ rất là sợ đấy. Còn đây là người gì vậy nhỉ? Trông kỳ lạ quá. Đây là bọn mình đang ở dưới biển cậu ơi. Ồ, có những con sứa. Đây là các cái con cá, con sứa ở dưới biển, con cua nữa. Con ốc. Ốc, đằng xa kia là ai vậy nhỉ? Hình như đây là hoàng tử hay sao ấy. Hoàng tử đi cùng hai con cá ngựa kìa. Wow, hóa ra là công chúa ở trong rừng, còn hoàng tử thì ở dưới nước à. Ở đây là chúng mình đang ở dưới đại dương đấy. Yeah.
dưới biển. Công chúa Zata theo hoàng tử đang nhảy múa kìa. Nhưng mà công chúa với hoàng tử không vui được bao lâu thì có một vụ phù thủy xuất hiện. Đây này các cậu ơi, vụ phù thủy đang thổi lửa vào lâu đài của công chúa. Phù thủy đang đốt cháy cái lâu đài của công chúa rồi. Tên gì đây? Đây trông ghê sợ quá. Đây là những tên tay sai của vụ phù thủy đây. Những tên áo đen này chính là những tên người xấu đấy các cậu ơi. Người xấu á? Ui sợ quá. Kia kìa, vụ phù thủy đang tiến đến đây rồi kìa. Ôi không, em Cam có sợ gặp một phù thủy không? Ui em sợ phù thủy quá. Đấy, kia là những tên tay sai của phù thủy đấy. Wow, phù thủy đông quân quá các cậu ơi. Nhìn kìa, một phù thủy đang đi cùng cái tên gì. Ui, nhìn hắn đáng sợ chưa? Hình như đây cũng là một con khỉ cậu ơi. Ui, con này con gì? Trông gờ giọt cả tay. Nhìn cái tay kìa, có thể xoay chuyển mọi hướng. Đừng tiến đến cho em Cam kìa. Nếu như không phải là công chúa thì bọn chúng sẽ thả ra cậu ơi. Còn nếu như là công chúa thì sẽ bị bắt vào lâu đài đúng không? Ui, nhìn từ xa kìa, một con rồng phun lửa đang đến. Đây là con rồng của vụ phù thủy đây. Con nhìn... rồng trong truyền thuyết đấy à? Nhìn mồm nó há ra khói với lửa kìa cậu ơi. Ui, to quá, đáng sợ quá. Các cậu nhìn xem tên tay sai phía dưới bé tị tí ti luôn. Anh nhìn qua con rồng này có ăn vợ mình không? Em cứ ngồi yên sau anh là không sợ đâu. Con rồng này nó đang phun lửa vào lâu đài của công chúa kìa. Ui sao những cái tên áo đen này lại chiếm hết mọi thứ ở đây thế nhỉ? Công chúa và hoàng tử đâu rồi? Mau quay lại cứu mọi người đi. Hoàng tử đã bị hắn ta bắt rồi. Còn công chúa đang lẩn trốn ở đâu đó?
Lão Tử đến rồi kia, đang giao chiến với đội quân áo đen rồi. Ở đây. Ôi, công chúa Cam Na đây rồi. Công chúa đang chiến đấu với cả phù thủy. Nhìn này, công chúa đang chiến đấu với cả những tên áo đen nữa. Wow, công chúa đánh võ thật là siêu. Có cả bạch khỉ nữa. Bạch khỉ của công chúa cũng đang chiến đấu rồi kìa. Ui, tên áo đen này, hắn này đến chỗ em Cam rồi. Ui, Cam ơi. Ta đang nhìn ai vậy? Đi ra đi, đi ra đi, tên này đi ra đi. Hình như tôi nhìn thấy đội quân của công chúa đang chiến thắng bên này. Đánh ra. Áo đen ngã rồi. Công chúa chiến thắng một phù thủy rồi các cậu ơi. Chiến thắng cả con rồng luôn rồi. Con rồng đã hạ cánh, cục cánh xuống rồi kìa. Bây giờ nhóm người của công chúa đang bắt hết những tên áo đen lại rồi kìa các cậu ơi. Khi công chúa và hoàng tử chiến thắng quốc vương bóng tối đã xin hàng và lui về quy ẩn. Ngay cả con rồng tay sai của một phù thủy bây giờ cũng đang ngoan ngoãn nghe theo lời của công chúa rồi. Con rồng từ nay sẽ không bao giờ làm việc xấu nữa, mà bây giờ con rồng sẽ ở phe của nàng công chúa Tata. Đây này, anh bế em Cam lại gần con rồng nha. Con rồng này bây giờ là một con rồng tốt rồi, cho nên chúng mình đứng gần con rồng này cũng sẽ không sợ gì nữa. Đúng rồi, cả những cái tên áo đen vừa nãy là người xấu nữa, bây giờ đã quy hàng công chúa hết rồi. Bây giờ sẽ là tay sai của công chúa đúng không? Chào anh áo đen nha. Em xin kiểu ảnh nào. 1, 2, 3. Đây này, con rồng to chưa? Các cậu đứng phía bên dưới này. Mấy tí thì đi luôn. Nhìn cái cánh của con rồng xem, dài thật đấy. Wow, con rồng này đẹp thật đấy. Tím ơi, hay là tiện đây cậu chụp giúp tớ một tấm ảnh để làm kỷ niệm đi. Tớ nghĩ cậu trông giống mụ phù thủy đấy. Thế nên cậu ra chụp ảnh với phù thủy đi. Có mà cậu mới giống phù thủy. Tớ giống công chúa. Nhìn này, phía bên này có một con cánh cam. Một con bọ cánh cam to đùng luôn. Trên đầu lại có cái râu rất là dài luôn. Em thích công chúa cơ. Thế thì chị sẽ dẫn em Cam ra gặp nàng công chúa Tata nhé. Đây này, nàng công chúa có đôi cánh rất là dài luôn. Nào, em Cam giơ tay chào nào. Đúng rồi, Cam đứng cạnh công chúa rồi. Em thì không phù thủy nữa. Em là fan lâm bộ của phù thủy đấy. Nào, em Cam với bạn Trang đứng cùng phù thủy nào. Chuẩn bị nha. Cười lên. 1, 2, 3. Ui, phù thủy đừng có dọa em Cam như thế này. Em Cam sợ đây.